một thanh niên giả danh công an để lừa đảo, thậm chí yêu cầu bị hại mang tiền đến cổng trụ sở công an huyện giao dịch. Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Hà Văn Quỳnh, 28 tuổi, trú thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 6 năm 2023, ông Bùi Minh Huy, 40 tuổi, trú xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi, được tài khoản mạng xã hội tên Xuân Hoan, tự xưng là cán bộ công an huyện Ngọc Hồi nhắn tin yêu cầu gửi tiền. Do quen biết một người tên Hoan là cán bộ công an huyện Ngọc Hồi, nên ông Huy tin tưởng đã hai lần chuyển tiền vào số tài khoản do Quỳnh cung cấp. Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, Quỳnh đã yêu cầu ông Huy đưa tiền đến tận cổng công an huyện Ngọc Hồi, gửi lại cho trực ban với lời nhắn gửi cho anh Hoan. Sau đó Quỳnh tìm tới, yêu cầu trực ban cho nhận túi đồ gửi cho anh Hoan. Đến ngày 2 tháng 7, tài khoản Xuân Hoan tiếp tục thúc giục, yêu cầu ông Huy gửi tiền nên người đàn ông này nảy sinh nghi vấn. Qua xác minh, cán bộ công an tên Hoan không yêu cầu chuyển tiền, biết bị lừa đảo nên ông Huy đến công an huyện Ngọc Hồi trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ngọc Hồi đã bắt quả tang Hà Văn Quỳnh khi đang chiếm đoạt số tiền mà ông Huy giao đến. Trước đó, Hà Văn Quỳnh từng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền án về tội giao cấu với trẻ em. Thưa quý vị, mùa du lịch cao điểm hè thì nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng rất cao. Và thực hiện yêu cầu của Cục Hàng không về việc tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, quốc tế và tiếp tục có chính sách ưu đãi giá vé trên đường bay nội địa, thì Vietnam Airlines đang đẩy mạnh khai thác các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn với giá vé hấp dẫn và chuẩn bị nhận thêm các máy bay như Airbus A320neo, Boeing 787-10 ngay trong tháng 7 này. Vietnam Airlines ghi nhận tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trong khung giờ từ sau 21 giờ tối đến trước 5 giờ sáng vào tháng 5, tháng 6. Các điểm du lịch trọng điểm như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn hay Phú Quốc đạt tỷ lệ rất cao, từ 75% đến 94%. Đây là kết quả khai thác tích cực có được từ việc triển khai đồng loạt nhanh chóng các hoạt động, chương trình hợp tác sâu rộng giữa các hãng hàng không quốc gia và các tỉnh thành phố đối tác. Để mang đến các mức giá vé hấp dẫn, Vietnam Airlines đang triển khai chương trình bay giờ đêm thêm giá tốt. Hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với mức giá chỉ từ 1.098.000 đồng một chiều cho hạng phổ thông và từ 1.905.000 Việt Nam đồng cho hạng thương gia. Và giá vé này đã bao gồm thuế phí, dễ dàng mua được ở trên các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn. Cũng phải nói thêm, mùa hè là cao điểm thu hút khách du lịch và tạo sức bật cho ngành du lịch cả năm. Do đó, thì các địa phương đã chuẩn bị các cơ sở vật chất, nhân lực, duy trì nâng cao các sản phẩm dịch vụ, nhất là tạo ra các sản phẩm mới, ấn tượng nhằm thu hút du khách. Theo thống kê của Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2024, hơn 8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng tại tỉnh, đạt hơn 52% kế hoạch năm, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt hơn 8.700 tỷ đồng, đạt trên 53% kế hoạch năm, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Hôm nay là mình có một cái chuyến đi nghỉ mát với Khoa. Tụi mình chọn nơi đây để đi bởi vì là ở đây có review rất là tốt. Mình dự định mình sẽ đi tắm biển, tắm hồ bơi và tập gym ở đây. Ở đây rất là nhiều cái hoạt động cho mình có thể giải trí. Mình cũng nghe đồn thông tin ở đây đó. Đây là cho các bé trải nghiệm. Thứ nhất là về luộc trứng này nọ, để bé cũng có cái cảm nhận. Thứ hai là nước khoáng thì ngâm thì mình nghĩ tốt cho sức khỏe. Nó sẽ bổ ích cho cái gì xương khớp này nọ, tê thất. Cho nên là mình chọn ở đây. Mà đến thực tế thì mình thấy cũng rất ok. View khung cảnh rất là mát. Mình rất là thích. Chỉ tính riêng trong tháng 6, tháng đầu tiên của mùa cao điểm du lịch hè, Bà Rịa Vũng Tàu đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng hơn 25% so với tháng cùng kỳ. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số ấn tượng khởi động cho mùa hè du lịch. Tôi đã và đang đón được số lượng khách vào đầu mùa hè với công suất khoảng từ 80% trở lên. Góp phần vào việc là đón được một lượng khách vào giai đoạn cuối tuần với con số khoảng từ là từ 800 khách. Với lượng khách hàng hiện tại thì với chương trình mùa hè thì chúng tôi đã và đang nhận được rất là nhiều các sự hợp tác từ các đơn vị lữ hành. Các bạn đến từ các đối tác từ các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Và đặc biệt là trong năm nay thì chúng tôi đã và đang mở ra một cái chiến dịch là đón thêm cái lượng khách du lịch quốc tế đến với Bà Rịa Vũng Tàu.
dự báo lượng khách tiếp tục tăng cao trong 2 tháng hè còn lại. Ngoài đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn cho du khách, thường xuyên thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy lợi thế tài nguyên du lịch địa phương để giữ nhịp tăng trưởng bền vững. Trong đó có mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách trong năm 2024. Vào sáng ngày 5 tháng 7, giá vàng nhẫn tròn trơn đã lên mức 76,35 triệu đồng một lượng. Kể từ phiên giao dịch đầu tuần, tức ngày 1 tháng 7, thì giá vàng nhẫn ở trong nước đã tăng 500 ngàn đồng một lượng. Cụ thể, ngày 5 tháng 7, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 74,9 triệu đồng một lượng mua vào, 76,35 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 75,06 triệu đồng một lượng mua vào, 76,36 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn liên tiếp tăng giá, tính từ ngày 1 tháng 7 đến nay, tổng mức tăng giá nhẫn tròn trơn là 500.000 đồng một lượng. Dự báo về giá vàng cuối năm, tiến sĩ Hà Thị Đoan Trang, khoa Tài chính Công, Học viện Tài chính cho rằng căng thẳng ở Đông Âu và Trung Đông tiếp tục leo thang. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất có thể gây tâm lý bất ổn, thúc đẩy xu hướng tích trữ vàng của nhà đầu tư. Điều này tác động lên giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới biến động tác động lên giá vàng trong nước. Thưa quý vị, gần đây Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dữ liệu tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2. Theo đó, thì lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân hồi phục nhanh, tăng thêm 139.000 tỷ đồng so với cuối tháng 1, lên mức là 6,637 triệu tỷ đồng. Và đây là mức kỷ lục từ trước đến nay và cũng là tháng thứ hai liên tiếp, chỉ tiêu này tích lũy không ngừng. Điều này cho thấy người dân vẫn chuộng gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất duy trì đang ở mức thấp. Nhiều năm nay, bà An vẫn giữ cho mình thói quen trong việc đầu tư theo hình thức truyền thống gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Mỗi khi có tiền nhàn rỗi, bà chọn đến ngân hàng này để tư vấn và gửi tiền tiết kiệm. Bà cho biết với số tiền 300 triệu đồng bà gửi với kỳ hạn 12 tháng, với mức lãi suất 4,6%, bà sẽ nhận được khoảng 14,1 triệu đồng. Thế nhưng với bà, dù thời điểm này lãi suất đang ở mức thấp, nhưng khi gửi tiền vào ngân hàng khiến cho bà được yên tâm. Nghĩa là gửi tiền vào ngân hàng là an toàn nhất. An toàn nhất về cũng yên tâm. Thế nhưng chỉ có trong cái thời gian vừa qua ấy, thì vàng nó cứ lên lên xuống xuống. Đầu tư vào đất thì nó cứ giả giả thật thật. Thế giờ là đi mua vàng thì cũng cứ lúc thì lên rõ cao thì thấy mừng lắm. Nhưng đến lúc nó tụt xuống thì xuống quá thì không biết đằng nào và đằng nào nữa cả. Mình cũng tin rằng là cái rủi ro thì nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nó mang tính về mặt là vĩ mô hay là vi mô. Ví dụ là người dân thì bao giờ là bọn mình cũng mong muốn rằng là cái lãi suất nó cao hơn. Thế nhưng mà mình cũng phải cân đối, ví dụ như giữa cái ngân hàng tư nhân với ngân hàng nhà nước thì cổ phần tư nhân nhà nước thì nhiều khi nó sẽ có sự chênh lệch, nhưng mà lúc đấy thì mình phải cân đối là cái yếu tố là cái nào an toàn hơn. Theo ghi nhận, người dân vẫn chuộng gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất duy trì mức thấp. Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 1,9% của Agribank, Vietcombank và Sacombank. Chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 3 tháng khá lớn, lên tới 2,3%. Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 5,1%, thuộc về ngân hàng Bắc Á Banh. Mức lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này là 2,9% của Vietcombank và Sacombank. Khoảng cách chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 6 tháng là 2,2%. Như vậy, môi trường lãi suất thấp vẫn không khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác. Mình mình không chọn các kênh khác vì thấy nó không được lâu dài. Mình muốn nó ổn định thì mình cứ gửi vào đây thôi, vào Vietcombank. Chứ mình không đầu tư sang các cái khác, rủi ro nó cao hơn. Cô gửi thì cô tuy là lãi suất thì nó ít lắm, nhưng mà cô thấy tin tưởng là vì thôi nó ít nhưng mà nó chắc chắn, nó đảm bảo, nó không mất. Ví dụ nó lên một chút đi, thấp quá. Một năm ví dụ là khoảng trên 5 được, dưới 4 thì nó, ở trên 4 thì nó thấp quá. Lượng tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục cũng cho thấy người dân và doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng dù lãi suất có thấp nhằm đảm bảo an toàn. Sau hàng loạt các vi phạm về phát hành trái phiếu, thao túng chứng khoán khiến niềm tin vào thị trường vốn bị sụt giảm.
Hơn nữa, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn, lựa chọn quay về gửi tiết kiệm ngân hàng của người dân và doanh nghiệp là dễ hiểu, nhằm đảm bảo nguồn vốn, chờ đợi cơ hội kinh doanh khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hơn trong tương lai.